Xin chào các bạn. Trong tình hình căng thẳng tại Niger, một số nguồn tin cho biết chính quyền quân sự quốc gia châu Phi này đã ký hợp đồng với nhóm quân Wagner. Trước đó, truyền thông phương Tây cũng đã đưa tin rằng chính quyền quân sự Niger được cho là đã nhờ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner hỗ trợ để đối phó với nguy cơ bị cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS can thiệp quân sự. Hãng thông tấn AP dẫn lời Wasim Nasser, nhà báo kiêm nhà phân tích tại trung tâm Sufan, tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại New York, Mỹ, cho biết. Yêu cầu này được đưa ra trong chuyến thăm của tướng Salifu Modi, một trong các thủ lĩnh đảo chính ở Niger, tới nước láng giềng Mali hôm 2 tháng 8. Thông tin trên cũng đã được các nguồn tin Mali và một nhà ngoại giao Pháp xác nhận. Một quan chức quân đội phương Tây giấu tên cũng tiết lộ họ đã nắm được báo cáo về việc chính quyền quân sự Niger yêu cầu lực lượng Wagner đang đóng quân ở Mali trợ giúp. Được biết sau khi nắm chính quyền, một trong những quyết định quan trọng nhất của phe quân sự đảo chính là đã bay Pháp ra khỏi quốc gia châu Phi này. Ba lãnh đạo của chính phủ nắm quyền ở Niger đã tuyên bố hủy bỏ tất cả các thỏa thuận quân sự với Pháp, bao gồm việc tất cả khoảng 1.500 quân Pháp đóng ở Niger phải rời khỏi đất nước châu Phi này, đồng thời ngừng mọi giao dịch uranium cho Paris, loại nguyên liệu hạt nhân quan trọng giúp Pháp duy trì được nguồn năng lượng trong bối cảnh cắt nguồn cung dầu khí từ Nga. Hơn thế nữa, Niger cũng nằm trên tuyến đường ống khí đốt đang được xúc tiến xây dựng từ Nigeria đến Libya với điểm đến là châu Âu. Tất cả các hành động trên đều là những đòn đánh chí tử vào Pháp của quốc gia cựu thuộc địa Niger. Liên quan tới vấn đề này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho rằng việc ngừng cung cấp uranium và vàng từ Niger cho Pháp có thể được coi là sự trừng phạt vì nhiều năm tàn ác đối với người châu Phi của Paris. Theo thống kê tại Pháp, cứ 3 bóng đèn thì có một bóng sáng bằng năng lượng từ uranium và chủ yếu nó đến từ Niger. Trong khi đó ở Niger, 80% người dân không có điện và 80% sống với mức dưới 2 đô la một ngày. Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac cũng nói rằng, chúng ta phải trung thực và thừa nhận rằng một phần lớn số tiền trong ngân hàng của chúng ta đến từ việc khai thác lục địa châu Phi. Không có châu Phi, Pháp sẽ tụt xuống hàng những nước thế giới thứ ba. Cho đến nay, Pháp vẫn nhận rất nhiều chỉ trích khi mà sau 60 năm, phần lớn thuộc địa tại châu Phi của Pháp trong thế kỷ trước vẫn là con bò sữa của Paris. Hiện 14 nước ở Tây Phi vẫn phải có nghĩa vụ với Pháp, ràng buộc bởi một hiệp ước thuộc địa để có được độc lập. Theo đó, 11 điểm chính bao gồm hoàn trả chi phí xây dựng thuộc địa vì lợi ích của thực dân Pháp, nghĩa vụ phải gửi báo cáo dự trữ và thu nhập quốc gia hàng năm cho Pháp, tự động thu nộp dự trữ quốc gia, quy định phải nộp 85% ngân sách dự trữ của họ vào Ngân hàng Trung ương Pháp dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Tài chính Pháp, nghĩa vụ phải sử dụng tiền Ecofranc. Pháp có quyền phủ quyết về việc khai thác, sử dụng bất kỳ nguồn tài nguyên nào mới được phát hiện ở các nước châu Phi. Ưu tiên các lợi ích của các công ty Pháp trong mua sắm và đấu thầu. Pháp độc quyền cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo quân đội. Quyền ưu tiên của Pháp về việc triển khai quân đội và can thiệp quân sự tới. Không được phép tham gia liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào khác, trừ khi được Pháp ủy quyền. Nghĩa vụ trở thành đồng minh với Pháp khi có chiến tranh hoặc khủng hoảng toàn cầu. Các nước có nghĩa vụ sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của quốc gia và ngôn ngữ cho giáo dục. Mặc dù có những ràng buộc chặt chẽ, nhưng với sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự quay lại của Nga, Pháp ngày càng không kiểm soát được tình hình tại đây. Và Niger chỉ là một trong những điển hình trong suốt những năm qua. Và rõ ràng, Pháp và các nước phương Tây đương nhiên không thể để yên cho tình hình tại Niger xấu đi như vậy. Đó không chỉ là các lợi ích về kinh tế, chống khủng bố hay chặn làn người di cư, mà đó còn là sự cạnh tranh địa chính trị của các cường quốc. Khi mà không chỉ ở Niger mà còn ở trên phạm vi toàn châu Phi, sức ảnh hưởng của phương Tây, nhất là các cựu đế quốc thuộc địa Anh và Pháp đã suy giảm đáng kể, trong khi tầm ảnh hưởng của Moscow lại đang có chiều hướng đi lên. Đó chính là nỗi lo lớn nhất của phương Tây, còn hơn cả tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại lục địa đen. Bởi khác với Trung Quốc, vốn chỉ mạnh về kinh tế, thì Nga có sức mạnh và tầm ảnh hưởng từ thời Liên Xô, có nguy cơ tiếp tục thúc đẩy các quốc gia châu Phi thực sự độc lập và thoát khỏi ách thuộc địa kiểu mới. Giới chuyên gia cho rằng Niger đang thực sự biến thành mặt trận thứ hai sau Ukraine, một cuộc chiến ủy nhiệm trong cuộc đối đầu Đông Tây, nơi Nga sẽ đóng vai trò chủ đạo với nhóm quân Wagner, trong khi phương Tây sẽ có các nước châu Phi trong tầm ảnh hưởng, ví dụ như khối cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS. Cho đến nay, đã hết hạn chót của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS yêu cầu lực lượng đảo chính tại Niger trao trả quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Và theo như ECOWAS cảnh báo, nếu hết Chủ nhật ngày 6 tháng 8, chính quyền quân sự Niger không đáp ứng, các quốc gia châu Phi này sẽ phải sử dụng mọi biện pháp cần thiết, kể cả can thiệp quân sự. Được biết, ECOWAS gồm 15 nước châu Phi, chủ yếu là thuộc địa của Pháp và Anh trong thế kỷ trước. Tuy nhiên, trong số đó Mali và Burkina Faso, hai nước hiện cũng do chính quyền quân sự lãnh đạo.
đã bị khối này đình chỉ tư cách thành viên sau các cuộc đảo chính. Đây cũng là hai quốc gia tuyên bố sát cánh với Niger và tuyên chiến với bất kỳ thế lực nào nếu Niger bị tấn công quân sự. Ngoài ra, Algeria, một quốc gia lớn và có tầm ảnh hưởng ở Bắc Phi, có quan hệ truyền thống với Nga và cũng đã từng là thuộc địa của Pháp, cũng đã lên tiếng ủng hộ Niger độc lập. Tổng thống Abdelmadjid Tebboune cho biết hôm 6 tháng 8 rằng đe dọa can thiệp quân sự vào Niger là mối đe dọa trực tiếp đối với Algeria và chúng tôi hoàn toàn và tuyệt đối bác bỏ điều đó. Tuy nhiên, ngay từ đầu, các lãnh đạo quốc phòng ECOWAS ngày 4 tháng 8 cũng cho biết đã lên phương án can thiệp quân sự và kêu gọi quân đội chuẩn bị mọi nguồn lực sau khi các nỗ lực đàm phán hòa giải không thành công. Và giới quan sát tin rằng 99% cuộc chiến sẽ nổ ra ở Niger. Thực tế thì Liên quân châu Phi ECOWAS đã từng can thiệp quân sự vào Gambia năm 2017 để buộc Jammeh, tổng thống thất cử, tiếp tục tại vị. Trước đó, trong cuộc chiến Congo lần 2 từ năm 98 đến năm 2003, thực tế cũng có sự góp mặt của 9 nước châu Phi trực tiếp tham chiến, hỗ trợ cho cả hai phe trong nội chiến. Nên đôi khi, cuộc chiến này còn được gọi là Thế chiến châu Phi, với hệ quả là gần 6 triệu người thương vong, con số lớn nhất kể từ sau Thế chiến, dù khởi phát của nó chỉ là một cuộc xung đột biên giới sắc tộc khá nhỏ, nhưng đã lan ra thành chiến tranh quy mô lớn. Và lần này, nếu chiến tranh nổ ra tại Niger, mọi sự có thể còn tồi tệ hơn khi mà xung đột nhiều tầng từ sắc tộc, tôn giáo đến mâu thuẫn và sự nhúng tay của các cường quốc có thể đẩy tất cả lên đỉnh điểm, lại nhất là ở một quốc gia châu Phi, nơi vốn được coi là nghèo đói và tách biệt với thế giới. Ngoài ra, Niger với tư cách là quốc gia lớn hàng đầu tại Tây Phi và vùng Sahara, có 25 triệu dân, chủ yếu theo đạo Hồi, có thể sẽ phải đối đầu trực tiếp với Nigeria, hơn 213 triệu dân, chủ yếu theo Công giáo, và là đồng minh lớn, chủ chốt tại châu Phi của phương Tây. Chỉ riêng Nigeria đã có khoảng 135.000 lính thường trực, chưa kể tới các quốc gia khác trong ECOWAS, trong khi Niger chỉ có khoảng 10.000 quân. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện ECOWAS sẽ dễ dàng kiểm soát toàn bộ Niger và đánh bại chính quyền quân sự tại đây. Và cũng có thể Mỹ, Anh, Pháp hay Nga, Trung Quốc sẽ thực hiện chiến tranh ủy nhiệm với các phe với việc viện trợ vũ khí, lương thực và cả lính đánh thuê, từ đó gây ra một cuộc chiến lớn trên toàn khu vực, có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu vàng, uranium, dầu mỏ, khí đốt và nhiều loại tài nguyên khác cho thế giới. Không những vậy, cuộc đảo chính vừa qua ở Niger là lần thứ 3 trong vòng 3 năm qua, một chính quyền quân sự lên ngôi sau khi Mali và Burkina Faso có các diễn biến tương tự. Đồng thời, hai quốc gia láng giềng với Niger này cũng đã tuyên bố sẵn sàng tham gia chiến đấu cùng Niger nếu Niamey bị tấn công. Đối với họ, đây là cuộc chiến giành độc lập thực sự của châu Phi. Tổng thống lâm thời Burkina Faso, Đại tướng Ibrahim Traoré đã nói rằng một tên nô lệ không biết nổi dậy thì không xứng đáng được thương hại. Chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi mà hạn chót của ECOWAS cho Niger đã kết thúc và chính quyền quân sự nắm quyền ở Niamey cuối ngày hôm qua mùng 6 tháng 8 đã đóng cửa không phận, đồng thời tuyên bố không trao trả quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Một đại diện của chính quyền quân sự cho biết trên kênh truyền hình quốc gia tối mùng 6 tháng 8 rằng trước mối đe dọa can thiệp quân sự ngày càng rõ ràng, không phận Niger sẽ bị đóng cửa từ hôm nay. Các lực lượng vũ trang của Niger và tất cả lực lượng quốc phòng an ninh được sự hỗ trợ không ngừng của người dân, sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.